Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hạnh Official. Chúng ta là tiếp tục trải qua một phiên giao dịch tương đối là giằng co giữa hai bên cung và cầu. Và đặc biệt là thị trường ngày hôm nay bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề mà theo Hải thấy rằng là mang tính thao túng tương đối là lớn. Và nó sẽ đưa ra những cái nghịch lý mà một lát nữa ở trong video chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua. Và đặc biệt ở trong video này thì Hải sẽ đưa ra cái góc nhìn đối với lại một cái bộ phận rất lớn những nhà đầu tư hiện nay. Tại vì theo Hải thấy rằng là đa phần chúng ta đang bắt đầu chốt lời những cái lượng hàng mà chúng ta đã có lời rất nhiều khi mà chúng ta bắt đáy thành công. Đó thì những ai mà chúng ta đã chốt lời thì đây là một cái video sẽ mang lại cho chúng ta thêm một góc nhìn mới và cũng như là những cái hành động cho mọi người. Và dĩ nhiên là ai chưa chốt lời chúng ta vẫn hoàn toàn có thể dựa vào cái video này và chúng ta có một cái góc nhìn tốt hơn về thị trường. Và trước khi chúng ta bắt đầu video, chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tham gia vào cái room Zalo mà Hải có ghim ở bên dưới của mô tả mỗi video. Thì Hải sẽ tư vấn và sẽ khuyến nghị ở trong này. Và chúng ta có thể tham khảo ở trong này mọi người ha. Và cuối cùng thì chúng ta có thể cho Hải một cái phím 1 nếu mà chúng ta xem video mà thấy hay và hữu ích. Rồi trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì nhìn chung á, chúng ta sẽ có một cái vấn đề cốt lõi ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Đó chính là vấn đề về việc là chỉ số thị trường thì giảm nhưng mà giá trị cổ phiếu thì lại tăng. Thì thật ra cái vấn đề này Hải đã có chia sẻ ở trong cái video cuối tuần rồi, khi mà Hải nói rằng về cái việc là cảnh báo VN Index sắp sửa có một cú lừa. Thì thật ra là cái nội dung chính của video đó nó sẽ bao quanh cái việc là Hải ví cái thị trường ở trong giai đoạn hiện tại sẽ hoàn toàn tương tự với giai đoạn thị trường ở vùng giá 1220 cho tới là 1250. Thì ở trong cái vùng này á là đa phần nha, các nhà đầu tư cũng như là cả môi giới họ đều nhận ra được một cái vấn đề là cái chỉ số thị trường đang bắt đầu có xu hướng là không tăng được nữa và thị trường đang phân phối. Tuy nhiên thì vấn đề xuất hiện khi mà mặc dù họ đã nhìn thấy như thế rồi nhưng mà các cổ phiếu á thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó vẫn cứ tiếp tục tăng. Và điển hình giống như ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng chúng ta đã có 3 phiên rồi chỉ số thị trường cứ càng ngày càng đi xuống trong khi thanh khoản giữ ở mức rất cao. Thì nhiều người chúng ta nói rằng đây là phân phối. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn qua về các cổ phiếu nè, ví dụ như đất xanh thì 3 phiên thị trường giảm lại là 3 phiên giá trị của đất xanh càng ngày càng tăng. Và dĩ nhiên không chỉ đất xanh, ngày hôm nay chúng ta sẽ có câu chuyện đến từ nhóm thép. Khi mà nhóm này ngày hôm nay mặc dù thị trường lình xình xuyên suốt cả phiên và gần như là chúng ta có thể nói rằng là thị trường nó giảm cả phiên. Đúng không ạ? Chúng ta lình xình cả phiên nè. Xong rồi kể từ khoảng tầm 11 giờ trưa là thị trường nó giảm cho tới là khi kết phiên luôn. Nhưng mà những cái cổ phiếu như là Nam Kim, như là Hoa Sen hay thậm chí rằng là Hòa Phát, chúng ta thấy rằng là kết phiên vẫn có những cái mức tăng khoảng tầm là gần 5%. Thì nghịch lý nó xảy ra ở chỗ là khi mà các cái vấn đề, ví dụ anh chị chúng ta vừa đầu tư cơ sở và vừa đánh phái sinh, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tự nhiên cái mình sót phái sinh nhưng mà mình nhìn qua mình thấy thép đang tăng trần thì là cái tay là không những đặt sót rồi á, có đúng không ạ? Thì đó chính là cái nghịch lý hiện tại của thị trường. Khi mà gần như là những cái tín hiệu về mặt kỹ thuật trong ngắn hạn á nó càng ngày càng xấu đi, có đúng không ạ? Càng ngày càng xấu đi, phái sinh thì cứ liên tục thủng đáy. Và kể từ là ngày 8 tháng 11 cho tới bây giờ là 13 tháng 11 thì phái sinh nó cứ giảm liên tục, càng ngày càng giảm, càng ngày càng giảm. Nhưng mà bên phía cơ sở thì cổ phiếu càng ngày lại càng tăng. Đây chính là cái nghịch lý hiện tại và nó rất khó chịu. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải lưu ý là đa phần nha, các cổ phiếu chúng ta sẽ thấy rằng là không có vượt qua được cái vùng giá của nó. Những cái cổ phiếu mà Hải vừa mới kể đến, ví dụ như đất xanh nè, thì thật ra đất xanh đã đạt được vùng giá khoảng tầm là 20.15 kể từ ngày 9 tháng 11 rồi. Có đúng không ạ? Tương tự chúng ta sẽ có là DIG cũng đã đạt được vùng giá 25 kể từ ngày 9 tháng 11. Novaland cũng tương tự. Phát đạt thì cao hơn một xíu, nhưng mà Phát Đạt thì thật ra là gì? Về mặt chỉ số thì Phát Đạt không cao hơn so với cái nến hôm qua. Tương tự là gì, nhóm chứng khoán chúng ta thấy rằng là kể cả như là VND nè, như là SSI này hay như là VCI thì hầu như cái mức giá hiện tại của các cổ phiếu nhìn về T0 á thì rất là FOMO, tại vì chúng ta có những thời điểm các cổ phiếu này giảm rất mạnh và sau đó kéo ngược lên, kéo rất dốc và rất nhanh, cho nên chúng ta sẽ có tâm lý là FOMO. Nhưng mà thực tế thì VCI đã đạt được vùng giá 40.5
kể từ phiên 8 tháng 11, hay là cái dòng cổ phiếu mà chúng ta quan tâm nhiều nhất chính là dòng thép á, thì Nam Kim cũng đã đạt được vùng giá 21.5 kể từ là ngày 9 tháng 11. Tương tự chúng ta có Hoa Sen cũng đã đạt được vùng giá khoảng tầm 21.5 kể từ ngày 9 tháng 11. Và Hòa Phát thì cũng tương tự. Và chúng ta lưu ý rằng là đa phần các cổ phiếu này là kết phiên ATC có một cái bước kéo lên nhẹ. Chúng ta thấy rằng là cơ sở thì đang ở 1.094 thì kéo lên khoảng tầm là 1.100. Hay là Phái Sinh thì cũng từ khoảng tầm là 1.003 và kéo lên là 1.007. Tức là đa phần các cổ phiếu thực tế là trước ATC đang có một cái mức giá thấp hơn so với mức giá hiện tại chúng ta nhìn. Như là Hòa Phát thì khoảng tầm 27 nè. Hoa Sen thì khoảng tầm là chấm 35 thôi. Và Nam Kim thì cũng khoảng tầm là chấm 45, ít hơn một xíu, Thì đa phần các cổ phiếu Hải thấy rằng là có dấu hiệu kéo ATC. Cho nên là theo Hải là các kịch bản hiện tại Hải vẫn giữ vững so với video cuối tuần. Tức là chúng ta vẫn sẽ hình thành một cái vùng sideways ở trong cái vùng hiện tại. Thì với cái quan điểm như thế thì anh chị nào mà chúng ta đã chốt lời rồi thì gọi là cũng chúc mừng mọi người. Tuy nhiên thì cái vấn đề chúng ta cần quan tâm là sau khi chúng ta chốt lời, theo Hải chúng ta nên mua lại khi mà các cổ phiếu bắt đầu rơi về lại nền giá của nó. Hãy lấy ví dụ như là cổ phiếu thị trường đi. Thị trường chúng ta sẽ thấy rằng là ở trên vùng giá này khoảng tầm 1.211 cho tới khoảng tầm 1.245 thì nó cứ sideways lên xuống liên tục. Thì nó sẽ liên tục gì ạ? Nó chạm biên dưới nè, nó bật lên biên trên lại rơi về biên dưới, rồi biên dưới lại bật lên biên trên. Cho nên chúng ta sẽ nhìn qua một số cổ phiếu, cái đoạn này là cái đoạn khoảng tầm là từ cuối tháng 7 cho tới giữa tháng 7, có đúng không ạ? Thì chúng ta quay về Đất Xanh nè. Thì Đất Xanh khoảng tầm là cuối tháng 7 cho tới khoảng tầm là giữa tháng 7, chúng thấy rằng là gì? Thì có thể chúng ta sẽ có chốt lời. Ví dụ chúng ta sẽ chốt Đất Xanh ở cây nến ngày 28 tháng 7. Ok, quá đẹp. Và sao ạ? Đất Xanh dính ngay một cây nến ngày 1 tháng 8 là cây nến giảm 5%. Có đúng không ạ? Cây nến giảm 5%. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Đất Xanh phía sau vẫn đi lên. Thì điều này có nghĩa là khi mà các cổ phiếu có một cái nhịp điều chỉnh mạnh và rơi về nền thì gần như lực cầu sẽ bắt vào ngay lập tức và ít nhất thì sẽ kéo cổ phiếu lên thêm một cái nhịp nữa. Hay là tương tự như vùng giá phía trên này cũng như vậy. Khi mà Đất Xanh nó kéo lên thì chúng ta sẽ thấy rằng gì, bắt đầu là có một số cây nến vô rất là to. Nhưng mà cái chỉ số thì không tăng nữa. Hay là chúng ta có phiên ngày 11 tháng 9, Đất Xanh giảm hơn 6%. Mà phía sau thì vẫn tiếp tục hồi phục trở lại. Cho nên là các cổ phiếu này, theo Hải thì với một cái vùng này nó sẽ vận động tương tự. Thì khi mà chúng ta đã chốt lời với Đất Xanh rồi, mà Đất Xanh quay trở về vùng giá 19 nè, thì chúng ta nên nhặt lại ngay lập tức. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà nó điều chỉnh xuống thì nó sẽ hồi lên lại rất là nhanh. Thì câu chuyện là anh chị nào chúng ta đã chốt lời rồi thì ok, chúc mừng mọi người. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có nhặt hàng lại á, thì khả năng cao là chúng ta sẽ dính vào những cái nhịp pull. Tại vì khi mà nó rơi về xuống là vùng giá 19 á, chúng ta không dám nhặt. Nhưng mà sao ạ? Chúng ta thấy rằng rơi xong rồi qua phiên sau nó trần luôn. Qua phiên sau nó tăng khoảng tầm là hơn 5%. Và chúng ta thấy rằng một cái nhịp chúng ta đánh tê cộng thôi thì cũng được khoảng tầm 7% rồi. Thì nó sẽ khiến cho chúng ta FOMO rất nhiều. Và lỡ như xui một cái á, chúng ta không có kiểm soát được tâm lý, chúng ta mua dính cái nhịp mà nó pull lên khoảng tầm là 22.5 nè, rồi nó rơi xuống lại thì sao? Thì đó chính là vấn đề. Cho nên là theo Hải á, là bất kỳ anh chị nào chúng ta đã chốt lời rồi thì ok, nhưng mà khi cổ phiếu điều chỉnh về một cái mức giá hợp lý thì lời khuyên của Hải là anh chị chúng ta nên mua lại. Ví dụ là CEO nè. Hôm nay thì Hải có chú ý tới cổ phiếu CEO, thì chúng ta thấy rằng là CEO đã rơi từ khoảng tầm 25 và rơi về 23 rồi. Tức là CEO đã có một cái mức chiết khấu khoảng tầm là 9% từ cái vùng giá cao nhất của CEO. Cho nên là khi mà CEO rơi về trở lại vùng giá khoảng tầm là 22.x á, thì theo Hải là chúng ta nên bắt đầu chúng ta nhặt lại với cổ phiếu là CEO. Đó là cái khuyến nghị của Hải. Và tương tự một số cổ phiếu khác chúng ta qua về bên chứng khoán á, thì đây như là VCI thì đã gần về lại với cái nền dưới rồi, khoảng tầm 39 nè. Hay thậm chí rằng là SSI và VND, thì khi mà các cổ phiếu này có dấu hiệu điều chỉnh về cái vùng giá, ví dụ như là vùng giá khoảng tầm là 19 cho tới là 19.5 á, thì theo Hải nó sẽ hình thành một điểm mua cho anh chị. Bởi vì với cái view của Hải á, thì hiện tại mặc dù chúng ta có rất nhiều những tin tức xấu, chúng ta thấy rằng gì, khối ngoại thì hiện tại đã bán liên tục 5 phiên, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng khối ngoại đã bán liên tục 5 phiên, tự doanh thì bán là phiên thứ 6 vừa rồi và phiên ngày hôm nay là 2 phiên liên tiếp. Tức là gì, dòng tiền từ tay to đang bắt đầu có dấu hiệu chốt rồi.
Đó, nhưng mà chúng ta cũng thấy được là chúng ta có rất là nhiều những cái tin tức tích cực, đặc biệt là cái tin tức về việc là tỷ giá hiện tại đang suy giảm rất là nhiều. Thì đó là những cái mà nó sẽ giúp cho thị trường trụ lại được ở vùng giá này, sẽ trụ lại được ở vùng giá này. Nhưng mà gọi là trụ thôi thì nó chưa đủ, chúng ta sẽ cần phải có một cái xu hướng tốt, một cái xu hướng sớm hơn nếu như thị trường nó có thể bứt phá ra được khỏi vùng giá 1.120 trong tuần này. Thì cái kịch bản mà chúng ta nghĩ rằng là sideways xong rồi sẽ sập á, nó sẽ sai. Nhưng mà nếu mà hết tuần này mà thị trường vẫn cứ nằm ở 1.100 cho tới 1.120 thì cái kịch bản về việc thị trường phân phối ở đây và sẽ điều chỉnh xuống, nó sẽ nâng lên tỷ lệ khoảng tầm là 80 cho tới là 90%. Đó là cái kịch bản hiện tại Hải vẽ ra ha. Rồi, đi về các cổ phiếu đi. Các cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng như là Hòa Phát nè, thì bắt đầu khi mà Hòa Phát điều chỉnh về, theo Hải là có cái vùng giá khoảng tầm là từ 26 tới 26.5 á, thì sẽ hình thành một vùng mua mới với Hòa Phát ha. Thậm chí rằng là có nhiều người chúng ta bắt đầu mua Hòa Phát khi mà nó về khoảng 26.5 tới 27 rồi, chứ không có chờ tới thấp hơn đâu mọi người. Cầu bây giờ thấy rằng rất là điên. Mặc dù anh chị chúng ta vẫn đang rất là sợ, chúng ta đang chốt lời, nhưng mà theo Hải thì cầu bây giờ đang rất là điên. Chúng ta thấy rằng trong cái đoạn trước á, thì có rất nhiều cổ phiếu vẫn sẽ có những cái nhịp giảm sàn thôi. Chúng ta vẫn sẽ có những cái nhịp giảm rất là mạnh. Hòa Phát thì không có, nhưng mà chúng ta qua ví dụ là Nam Kim đi, thì chúng ta vẫn sẽ có cái phiên ngày 8 tháng 9 thì Nam Kim tăng 4,5%, nhưng mà qua tới phiên ngày 11 tháng 9 thì giảm lại 4% rồi. Có đúng không? Một cái nhịp mà chúng ta có thể nói rằng là gì, nó phân phối tương đối là rõ, vol khá là to này, vol liên tục duy trì ở mức to, và Nam Kim thì đi ngang khoảng tầm là 6 tới 7 phiên nhưng mà vẫn cố gắng break. Có đúng không? Vẫn cố gắng có một tới hai nhịp break lên, và chúng ta thấy rằng là mặc dù là những cái nhịp rướng thôi nhưng mà Nam Kim vẫn có được một cái mức tăng khoảng tầm là 7% ha. Cho nên là với cái thị trường hiện tại á, là theo Hải là khi mà các cổ phiếu điều chỉnh về một cái mức mà không cần phải quá rẻ đâu, nó chỉ cần một cái mức vừa phải thôi là anh chị chúng ta nên mua lại hàng rồi nha. Anh chị nào chúng ta đã chốt lời á, chúng ta nên bắt đầu mua lại hàng đi. Còn anh chị nào chúng ta có hàng rồi á, thì Hải cũng vẫn khuyên là khi mà các cổ phiếu có những cái nhịp mà tăng rướng lên, tăng mà gọi là tăng trong khoảng tầm vài phút á, ví dụ là thị trường chúng ta sẽ có một vài những nhịp nó tăng lên đây nè, nó tăng khoảng tầm vài phút thôi, khoảng tầm 15-20 phút thôi, thì các cổ phiếu tăng khoảng tầm là 3 tới 4% á, thì chúng ta nên tận dụng và chúng ta chốt. Như là thép ngày hôm nay thì theo Hải nên tận dụng chốt rồi. Bắt đầu từ ngày mai thì Nam Kim nó sẽ giằng co ở khoảng tầm 21.5 tới 22, rồi nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp nó bắt về lại, nó bắt về lại phía dưới, thì khi đó nó sẽ tốt hơn. Tương tự thôi, Hoa Sen cũng vậy, Hoa Sen cũng vậy. Thì khi mà nó bắt đầu nó chạm vào cái cản phía trên này á, thì theo Hải sẽ bắt đầu bắt về, Hải sẽ vào một số nhịp nó bắt về đây, thì chúng ta canh chúng ta mua vẫn ok với lại Nam Kim, với Hoa Sen, và cả là Hòa Phát khi mà bắt đầu có những cái nhịp nó bắt về đây nè. Thì theo Hải là chúng ta nên bắt đầu chúng ta nhặt lại, và chúng ta đánh đánh T cộng thôi. Cái vùng này theo Hải nên đánh T cộng, tại vì bắt đầu chúng ta có những nghịch lý, nếu mà phái sinh một cái giảm mã như vậy á, thì bắt đầu là cung của cá nhân á, nó sẽ lớn dần ra, và cái gọi là cái tâm lý mua của họ nó sẽ giảm sút đi đó, thì khi đó nó sẽ khiến cho thị trường nó rung lắc nhiều hơn. Cho nên rằng là mặc dù Hải khuyến nghị mua, nhưng mà chúng ta vẫn nên đặt cái tâm lý là chúng ta đánh T cộng ở trong cái nhịp này ha. Ở ngân hàng thì vẫn vậy, ngân hàng thì Hải sẽ không có chú ý quá nhiều ở trong đợt hiện tại. Chứng khoán thì chúng ta cũng chia sẻ rồi, đúng mà chứng khoán thì hiện tại cái nền này khá là ổn, và bắt đầu thì chứng khoán nó có những cái phiên á là vô nó bé dần đi. SSI này, tôi thấy rằng VND cũng như vậy, bắt đầu gì vô nó bé dần đi, thì khoảng tầm 2-3 phiên nữa khi mà có những nhịp bắt về thì chúng ta cũng canh chúng ta mua được. Nào, VND, SSI hay thậm chí rằng là VCI, VCI thì bắt về rồi nè. Phiên hôm nay VCI đã bắt về rồi, thì đúng ra là cái phiên ngày hôm nay mà chúng ta nên mua VCI khi mà cổ phiếu chạm về lại vùng giá 39. Nhưng mà anh chị em chúng ta lỡ mất nhịp rồi á thì không sao, ngày mai chúng ta mua vẫn được. Thật ra thì VCI chúng ta thấy rằng là nó vẫn đang ở vùng giá khoảng tầm là 39.8, chứ không quá cao. Nhưng mà bởi vì kết phiên thị trường kéo ATC nó hơi rướng một tí, cho nên là khả năng ngày mai vẫn sẽ có một cái giá tốt để anh chị chúng ta mua lại với cổ phiếu là VCI ha. SHS thì sao? SHS thì vẫn bình thường, thì khả năng cao là cái vùng giá từ 16.5 tới 17 á, thì chúng ta có thể canh cái gì bắt về chúng ta mua được. Một số cổ phiếu khác như là VIX á, hôm nay thì có một số anh chị chúng ta hỏi Hải là mua VIX được không. Thực ra nói mọi người á, là với một cái vol to như này nè, và ba cây nến VIX đã không có tăng nữa rồi, và nó chạm vào vùng cản khoảng tầm 16, thì theo Hải là nếu mà có bắt về 15 á, hoặc là tốt hơn thì chúng ta retest tại cái vùng gap này á, thì cái điểm mua mới nó sẽ mở ra an toàn hơn. Chứ còn vùng này thì nó sẽ không có hình thành điểm mua mới cho anh chị, mà đa phần là chúng ta có hàng rồi, chúng ta canh coi nó break được 16 thì chúng ta gia tăng, còn không thì chúng ta canh canh chúng ta chốt thôi, và chúng ta chờ nó bắt về lại chúng ta mua, thì theo Hải nó sẽ tốt hơn. Đa phần là thị trường nó bây giờ nó sẽ vận động như thế.
chúng ta nhìn qua á, các cái cổ phiếu nó sẽ có những cái vận động tương tự nhau, nó sẽ không có quá xấu hẳn mà nó không có quá đẹp hẳn, một số cổ phiếu đẹp hẳn thôi, rất là ít, thì nó sẽ vận động rất là giống nhau. Thép nói rồi, bất động sản nói rồi, về khu công nghiệp á, thì theo Hải chúng ta đang bắt đầu có những cái nhịp retest khá là ok, thì Hải đang nhắm nhắm tới cổ phiếu là Kinh Bắc. Còn ngoài ra chúng ta có SSC hay là ITA này, hay thậm chí rằng là cả là Phước Hòa và cả là VGC, thì chúng ta thấy rằng là đa phần chúng ta có một cái nến break và ba cái nến đi ngang giữ giá ở mức mức cao rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta chú ý nhiều vào Kinh Bắc, tại vì Kinh Bắc này rất là gần nền, cái nền giá quanh 30 của Kinh Bắc đó đang khá là đẹp, và vol thì ba phiên gần nhất thì vol nó đang giảm dần rất là đẹp. Cái Hải còn băn khoăn là bởi vì cái biên độ biến động ở trong phiên của Kinh Bắc đó, nó hơi bị lớn một tí, tức là nó cứ âm 3 xong mới dương 3 á, thì nó nhiều quá, thì nó chứng tỏ rằng là cung cầu nó vẫn chưa cân bằng và chưa ổn định. Đó, thì chúng ta có thể canh coi là ở cái vùng giá từ 30 tới 30.5 á, nếu mà Kinh Bắc nó kiệt vô như thế này là ok rồi, nhưng mà cái biên độ của nó chỉ nên khoảng tầm là từ cộng trừ 2 thôi, hoặc là thậm chí là cộng trừ 1.5 thôi, thì nó rất là đẹp cho cái cổ phiếu là Kinh Bắc để chúng ta mở mua mới, thì Hải vẫn đang chú ý nhiều tới cổ phiếu này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ lưu ý là Kinh Bắc đó, chúng ta có một cạn chéo ở đây này, nó thì Kinh Bắc nó đang retest rất là tốt nha, đang retest rất là tốt cái cổ phiếu này, thì chúng ta vẫn hoàn toàn chúng ta có thể canh và chúng ta mở mua khi mà Kinh Bắc retest về vùng giá từ 30 cho tới 30.5. Đầu tư công thì vẫn vậy mọi người ha, đầu tư công thì theo họ thấy rằng là đa phần vẫn chưa có vượt được nền, chúng ta chỉ có HHV thôi và VCG thì tạm ổn, còn chúng ta thấy rằng là FCN hay là Lycochi thì nhìn chung vẫn rất là tệ và không có gì nhiều để chúng ta chú ý cả ha. Rồi đầu tư công dầu khí thì cũng khá là ok thôi, dầu khí thì hãy rằng chúng ta có như là BSR, BVC, BVS là BVD, nhìn chung dầu khí nó vẫn đang giữ một cái trend khá là tốt, thì anh chị là chúng ta có hàng ta cứ cầm thôi. Mà dầu khí thì theo Hải là với cái việc là giá dầu hiện tại nó đang tương đối là thấp á, nó đang giữ một cái mức bình ổn và giảm dần, thì dầu khí nó không phải là điểm đến quá nhiều của dòng tiền, mà đa phần á, là dòng tiền sẽ chỉ tìm tới những cái ngành như là dầu khí nè, cảng biển nè, phân đạm nè và thủy sản á, thì bắt đầu là khi mà dòng tiền nó chán chê với thép, với chứng khoán, với bất động sản rồi thì nó mới bắt đầu tìm tới những ngành khác. Chứ còn hiện tại thì đa phần nó không có câu chuyện nhiều. Chúng ta qua về cảng biển cũng vậy, giao dịch rất là chán đúng không ạ? HKH nè, Gemadep nè, rồi và cả là bên phía thủy sản thì sao, Vĩnh Hoàng nè, hay là ANV nè, ASM, chúng ta thấy rằng giao dịch rất là chán, gần như là gì vô nó thì không có, mà giao dịch thì nó cứ lình xình rất là chán, nó rất là chán. Cho nên rằng đối với Hải thì các cái cổ phiếu này á chắc là phải chờ thị trường, chờ coi cái dòng tiền bên kia nó chán chê rồi, nó bán rồi á thì nó mới qua tới đây, còn bây giờ thì vẫn chưa. Rồi thì đó là cái kết thúc cho cái video ngày hôm nay. Nói tóm lại á, là theo Hải thị trường hiện tại nó vẫn sẽ đang giữ một cái xu hướng là lình xình. Tuy nhiên thì anh chị nào chúng ta chốt lời rồi á, chúng ta nên canh, chúng ta mua lại sớm khi mà các cổ phiếu nó về một cái mức định giá không cần quá rẻ mà ở mức gọi là trung bình thôi, thì bắt đầu chúng ta nên rải thị trọng ra và chúng ta mua rồi. Chứ còn bây giờ mà chúng ta chờ một cái mức quá rẻ thì thực ra hơi khó, tại vì cầu hiện tại nó rất là mạnh, và chúng ta vẫn nên canh là khi mà thị trường nó pull lên á, pull lên lại á, thì chúng ta canh, chúng ta chốt lời bớt các cổ phiếu nha. Khi nào thị trường nó chính thức nó bứt phá ra khỏi vùng giá 1.120 thì theo Hải khi đó mới đáng để chúng ta có thể all in và chúng ta mua gia tăng. Chứ còn bây giờ thì Hải vẫn sẽ giữ một cái động thái là trading với thị trường hiện tại. Rồi và cuối cùng thì xin giới thiệu một tí là video sẽ ra vào lúc 8 giờ 10 mỗi tối, hy vọng là chúng ta sẽ đón xem dưới dạng công chiếu, và chúng ta xem thấy hay thì ít chúng ta có thể cho Hải một cái phím một ở bên dưới phần bình luận, và chúng ta cũng có thể tham gia vào cái room Zalo mà Hải có ghim ở bên dưới mô tả mỗi video, thì Hải sẽ tư vấn và sẽ khuyến nghị ở trong này. Và cuối cùng thì xin chúc cho anh chị chúng ta có một phiên giao dịch ngày mai thật thành công ha.